Đầu tiên thì phải nói khó. Làm cái này phải kinh nghiệm rất là nhiều. Tại vì chưa từng thấy ông già, ông cụ mình làm. Thì tự mình suy nghĩ mình làm. Vì vậy thì đầu tiên mình phải hư rất là nhiều cái. Này phải tỉ mỉ lắm. Mình không có nóng tính được. Nóng tính thì chắc nó hư rồi. Này phải tỉ mỉ. Tỉ mỉ lắm. Đó một hai nữa mình phải biết cái nét của cái dây này. Dây nào cái nét như thế nào để nó ra hồn được. Nói chung người khách hàng sử dụng thì mùa tháng 10 với tháng 2, nhưng mà mình làm mình không có kể tới mùa, kể tới tháng. Tại vì nếu mà mình kể tới tháng thì mình phục vụ cho khách hàng mình kể, thì mình cứ làm.